đứng đầu xe. Nếu mà em quẹo vô đó được không? Được. Quẹo thì nó sẽ là hơn, sẽ nó rồi vô đi. Cái hoa vàng vàng là khi nào nở? Cái hoa này khi ngày Tết đó chị. Ngày Tết dương âm lịch của mình á hả? Âm lịch mình đó. Giờ này là nở hết rồi hả? Đúng rồi, mình đi như Tết rồi là tất cả cây đều vàng hết luôn. Vậy là bị muộn. Đây là kêu phượng vàng đó chị. Vậy hả? Trang tôi bị bắt nhã. Có mấy cái hình của cô thì hôm qua lên thấy hình đẹp quá nên hôm nay quyết định lên đây mà. Chị ở đâu chị tới? Dạ ở Sài Gòn. Em cũng ở Sài Gòn. Em lên chứ tôi mới có tung á. Tôi thiền á chị. Xong cái mấy ngày Tết em lên em phụ quả cho mình. Vậy đó hả?
hả? Vậy là chủ yếu mấy ngày Tết mới có hoa đẹp phải không? Đúng rồi, mấy ngày Tết thì hoa đẹp, còn bình thường thì cảnh nó giống gì nè chị. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Thank you.